Hello các chị yêu có thể nhìn thấy rõ là hiện tại thì kỹ thuật viên của bên văn phòng công ty đang làm cái liệu trình ủ tan nám cho khách hàng. Khách hàng này đã sử dụng được cái sản phẩm mà uống bôi đắp ở tại nhà được tầm khoảng 1 tuần rồi. Tuần thì bây giờ thì khách hàng đến để mình làm cái liệu trình ủ tan nám. Tại sao khách hàng này thì mình sẽ không sử dụng được những cái liệu trình khác? Bởi vì là chị không thích tiêm. Chị sợ tiêm nên là không có tiêm được trực tiếp lên trên da của chị, nhưng mà mình sẽ xử lý bằng cách là mình sẽ ủ tan nám để chị vẫn có thể trang điểm được đi làm bình thường, không có ảnh hưởng gì đến cái công việc của mình đó. Và mọi người thấy rõ hiện tượng nám này, lúc đầu thì nó cái phần nám này nó sẽ tụ lại và nó sẽ rất là đen này, mọi người có thể nhìn thấy rõ là cái phần nám ở trên vùng mặt của chị đó. Đây là chị khách hàng ở tại Hà Nội nhé mọi người nhé. Đây mọi người sẽ nhìn thấy là kỹ thuật viên hiện tại thì đang làm cái liệu trình ủ tan nám. Và cái ủ tan nám này thì các chị lưu ý cho Huế này, chúng ta hoàn toàn là chúng ta có thể sử dụng những cái búa, nhưng mà để ở chế độ nóng để chúng ta đẩy toàn bộ những cái tinh chất mà làm tan nám lên trên bề mặt của khách hàng. Đó. Mọi người có nhìn thấy rõ không ạ? Hình như video nó bị gián đoạn đúng không ạ? Mọi người nhìn thấy rõ là cái vùng da này thì cái nám rất là nhiều này. Đó, cái nám rất là nhiều. Nám này là nám hỗn hợp kết hợp với tàn nhang, kết hợp với nám mảng và nám chân sâu. Đây là một cái dạng nám trên nền da yếu, bởi vì mọi người nhìn thấy rõ là cái mạch máu mà nổi rõ ở trên gương mặt của chị khách hàng này không? Đó, các chị nhìn thấy là mạch máu đây nổi rất là rõ ở trên mặt của chị khách hàng này. Nên là khi mà chúng ta làm cái liệu trình này thì chúng ta sẽ áp dụng cái ủ tan nám để cho nó an toàn hơn so với việc mà chúng ta lăn kim phân giải sắc tố. Đó, một là chúng ta làm ủ tan nám, hai là chúng ta sẽ làm tiêm. Nhưng bởi vì chị khách hàng thì hàng ngày chị làm cái vấn đề kinh doanh á, giao tiếp nhiều nên chị không muốn tiêm. Nên là Huế sẽ áp dụng cái liệu trình ủ nám cho khách hàng này. Đấy, mọi người nhìn này, mọi người nhìn kỹ cho Huế cái vùng da này. Và sau 1 tuần nữa nhá, sau 1 tuần nữa thì chị khách hàng đến thì Huế sẽ quay lại cho mọi người để mọi người có thể nhìn thấy rõ được là cái vị khách hàng thì sẽ thay đổi, cái làn da này thì sẽ thay đổi như thế nào. Cái nám ở dưới chân này thì nó vẫn đang đẩy lên trên bề mặt da, bởi vì là khách hàng mới sử dụng được cái bộ mà uống bôi đắp ở tại nhà chưa đến 1 tuần, mới 1 tuần nhỉ, chị mới sử dụng một khoảng 1 tuần đúng không? Vâng. Mình có thấy hiện tượng đào thải hay mình có thấy khó chịu gì không? Có đào thải thì uống thì có đào thải đúng không? Qua đường tiêu hóa. Đào thải qua đường tiêu hóa. Mình có thấy khó chịu không? Uống có dễ uống không? Ừ, dễ uống, không có khó chịu đâu. Tiết xin bật mí với các chị thì là chị khách hàng này thì làm về dược và chuyên cung cấp những cái sản phẩm thuốc cho các bệnh viện lớn ở tại Hà Nội. Thế nhưng mà chị thì cũng biết thông qua cái kênh thông tin của bên Huế thì chị cũng biết được cái sản phẩm này và cực kỳ là tin tưởng, bởi vì cũng đã sử dụng qua cái sản phẩm của bên Huế một thời gian dài rồi. Nhưng mà vì là do cái thời gian vừa rồi á là chị có cái một chút cái vấn đề liên quan đến bệnh về về đợt trước là bị về cái dạ dày nha chị nhỉ. Dạ dày. Uống thuốc dạ dày đúng không? Uống thuốc dạ dày á, thế nên ra là chị cũng chưa tìm cái sản phẩm để điều trị về vấn đề nám của mình, vì là chị mới sinh bé xong. Bé cho chị được mấy tuổi nhỉ? Gần 3 tuổi. Gần 3 tuổi. Sau khi sinh bé được gần 3 tuổi xong thì cái tình trạng nám của chị càng ngày càng nặng. Và sau đó thì chị cũng sử dụng một số cái sản phẩm dưỡng của bên Huế, nhưng mà chưa sử dụng sang cái sản phẩm điều trị. Thì cái da của chị là chị đã cải thiện rất là rõ rồi, tức là hệ mạch ở dưới da của chị thì chị thấy là nó tốt lên rất là nhiều rồi. Nhưng mà sau đó thì bên Huế thì phân phối cái dòng sản phẩm về nám chuyên sâu như thế này thì chị cũng rất là tin tưởng. Mặc dù là làm việc trong ngành về dược, dược sĩ, cung cấp rất là nhiều những cái thuốc cho các bệnh viện lớn ở tại Hà Nội, nhưng mà chị cũng rất là tin tưởng cái sản phẩm này và cũng rất là cẩn thận là đi phân tích thành phần trước, sau đó thì thấy những cái thành phần không có bất cứ một thành phần nào có chất cấm thì lúc đó mới dám uống thuốc và mới dám sử dụng cái sản phẩm để bôi đắp ở tại nhà. Bởi vì dược sĩ về Tây y không phải dược sĩ về bên Đông y, nên khi sử dụng sang dòng Đông y thì chị cũng rất là cẩn thận. Đó. Thì hiện tại thì bây giờ là chị đang uống mấy viên một ngày? 5 viên một ngày vào buổi tối đúng không? Đấy, tình trạng của chị như thế này thì Huế sẽ đẩy thêm cho chị để uống nhiều hơn. Bình thường thì chúng ta sẽ uống là khoảng 3 viên một ngày, nhưng mà với tình trạng của chị Giang thì Huế cho uống 5 viên một ngày vào buổi tối. Và sau khi uống 5 viên một ngày vào buổi tối thì cái tình trạng nám của chị thì chị thấy nó đẩy lên rõ ở trên bề mặt. Nhưng mà hàng tuần thì chị cứ qua để Huế làm cái liệu trình ủ tan nám như thế này thì nó sẽ không bị cái hiện tượng sạm da,
không bị hiện tượng giảm da, và đặc biệt nữa là cái vùng da của mình nó vẫn có cái độ bóng căng và trắng hồng nhá. Đấy. Ở đây thì mình sẽ làm cái liệu trình ủ tan nám bằng cái cách là lấy cái mặt nạ nóng nhé các chị nhé. Chúng ta sẽ lấy cái mặt nạ nóng và chúng ta sẽ ủ cho khách hàng. Thì ở tại spa chúng ta có thể làm được, mà ở tại nhà các chị có thể làm được cái liệu trình này. Bởi vì đây là một liệu trình rất là đơn giản, chúng ta chỉ cần sử dụng một cái tế bào gốc thôi. Chúng ta chỉ cần sử dụng một cái tế bào gốc. Sau đó thì chúng ta sử dụng cái kem phân giải sắc tố vào ban đêm. Kem phân giải sắc tố vào ban đêm đây. Đó, chúng ta sử dụng cái Hana Otome vào ban đêm cộng với lại cái sản phẩm tế bào gốc của nó, hoặc là sản phẩm tế bào gốc của Bicell, chúng ta có thể sử dụng lót ở dưới, sau đó sử dụng cái kem này, rồi là chúng ta bôi thêm một lớp tế bào gốc nữa. Còn nếu như ở tại spa, mọi người có thể lấy bôi thêm cái tinh chất C tươi để điện di cho khách một cách dễ dàng hơn. Và ở đây thì chúng ta sẽ sử dụng cái điện di nóng nhé, để đẩy tinh chất là điện di nóng. Cái này thì nó sẽ có cái tác dụng làm tan cái nám, làm hỗ trợ làm tan cái nám. Và mỗi một lần làm xong á thì mọi người sẽ thấy rằng là cái da của khách hàng sẽ sáng lên rất là nhiều. Mọi người có thể nhìn thấy rõ cái hiệu quả làm tan nám đấy. Khi mà mọi người uống đủ cái sản phẩm mà làm ức chế nám này, bôi đủ cái sản phẩm kem nám ngày đêm, uống đủ cái sản phẩm mà đẩy chân nám, và chúng ta chăm sóc dưỡng da bình thường, thì cứ một tuần chúng ta qua spa làm một lần, thì cái liệu trình này thì chúng ta sẽ thấy cái hiệu quả của nó là nó sẽ thấy rõ theo từng lần mà chúng ta sử dụng. Hôm trước thì Huế cũng đã có, tuần trước thì cũng đã quay cái trường hợp của chị Giang rồi, và không biết mọi người có để ý không, nhưng mà tuần trước ấy, khi mà chị Giang qua ấy, thì cái tình trạng da của chị thì nặng hơn thế này. Huế thấy nặng hơn thế này sẽ khá là nhiều, nhưng mà tuần này thì Huế đã bắt đầu thấy là cái vùng trên này này, bắt đầu cái vùng trên này các sắc tố của nó đã bắt đầu bị phân tán nhỏ ra rồi, tức là bị đánh vỡ ra rồi, chứ nó không còn tụ lại giống như là cái lần đầu tiên, cái tuần đầu tiên, tuần trước chị qua đây nữa. Và chút nữa thì Huế sẽ có thể là xử lý bóc tách một số những cái chỗ mà điểm mà tàn nhang của chị, bóc tách luôn một số điểm tàn nhang của chị luôn này. Mọi người có thể để ý là cái vùng tàn nhang của chị là cả vùng mũi này cũng có này. Đấy, khi mà Huế che tay như thế này, mọi người có thể để nhìn này, nhận diện cái da này. Đó, vùng mũi cũng có rất là nhiều những cái chấm tàn nhang như thế này, đúng không ạ? Đó, thì với những cái trường hợp mà bệnh lý da như thế này thì mình sẽ điều trị là mình vừa cái quy trình vừa phục hồi này, vừa phục hồi vừa điều trị, vừa xử lý luôn, để làm cho khách hàng thấy là cái hiệu quả của sản phẩm nó sẽ hiệu quả rõ ràng trong khoảng 3 đến 4 tuần sử dụng sản phẩm, cũng như là theo kết hợp điều trình nhé mọi người nhé. Mọi người sẽ lấy cái khăn này để ủ nóng này. Và khi mà về buổi tối ấy, thì chị cũng có thể là mỗi một ngày thì chị cứ bôi tế bào gốc buổi tối, sau đó chị bôi cái kem ức chế nám Hana Otome, rồi là chị ủ như thế này, nguyên như thế này luôn này. Đó, mình sẽ ủ tầm khoảng 30 phút, thay vì cái việc mà mình đắp mặt nạ thì mình sẽ bôi tế bào gốc, bôi cái kem đó và mình ủ tầm khoảng 30 phút ở trên da, sau đó thì mình bóc đi và mình để qua đêm, đến ngày hôm sau thì các chị mới rửa mặt lại với nước. Đó, thì nếu như mà chúng ta làm được như vậy thì cái da của chúng ta nó sẽ hấp thụ được sản phẩm nhanh hơn, và hỗ trợ cái quá trình mà tán sắc tố nhanh hơn rất là nhiều nha mọi người nhé. Hàng ngày buổi tối thì các chị nếu như ở nhà, các chị có thể làm theo cái liệu trình như thế này cho Huế. Nó sẽ hỗ trợ tán sắc tố cực kỳ tốt. Chúng ta sẽ ủ, và sau khi ủ xong như thế này thì chúng ta sẽ lấy cái mặt nạ nóng ấy. Đây, ủ thêm cả cái phần này nữa, ủ cả hai bên đều như thế này. Chúng ta sẽ lấy cái mặt nạ nóng để chúng ta sẽ làm cái ủ nóng cho khách hàng. Cái này gọi là cái liệu trình ủ tan nám, và đây là một trong những cái liệu trình mà sẽ giúp cho khách hàng làm tan được các sắc tố trên nền da bị mỏng đỏ yếu, bị giãn mau mạch, và những trên cái nền da mà khách hàng không muốn tác động bằng những cái phương pháp xâm lấn sâu. Thì đợt vừa rồi là chị nào mà đã mua cái bộ ủ nám ấy, cái bộ mà điều trị nám ở tại nhà ấy, thì các chị có thể kết hợp như thế này tại nhà cho Huế hàng ngày này. Một ngày chúng ta sẽ ủ như thế này, ủ tan nám cho Huế tầm khoảng 15 cho đến 20 phút, hoặc là nếu như có thời gian hơn thì các chị ủ cho Huế tầm 30 phút. Chúng ta sẽ lấy cái màng co thực phẩm, chúng ta bôi một lớp tế bào gốc ở dưới, sau đó sau cái lớp tế bào gốc đó thì các chị ủ cho Huế cái kem Hana Otome, là cái kem nám vào ban đêm. Đây, Huế ủ cho Huế bằng cái kem nám vào ban đêm như thế này. Sau đó thì chúng ta sẽ lấy một lớp màng bọc thực phẩm để chúng ta bao quanh da như thế này cho Huế.
Và chúng ta có thể sử dụng một lớp mặt nạ nóng. Cái mặt nạ nóng này rẻ lắm, có mấy trăm nghìn thôi. Các chị cũng có thể mua về nhà và các chị có thể tự làm ở tại nhà được. Hoặc nếu như mà các chị làm tại spa ấy, thì các chị có thể là sẽ, các chuyên viên spa sẽ làm cho các chị. Thì nó kỹ thuật của nó sẽ hiệu quả hơn rất là nhiều. Nhưng mà nếu như mà trong trường hợp các chị không đi được spa, không tới được spa, mà các chị có bộ sản phẩm dưỡng da tại nhà, thì các chị có thể áp dụng cái liệu trình này cho Huế. Đây là đối với cái trường hợp mà da mỏng đỏ yếu, lộ gân máu. Còn đối với trường hợp mà da nào mà chúng ta cảm thấy là cái da của chúng ta khá là dày, khỏe nhưng mà bị lì, ví dụ cái nám của các chị là bị lì ấy, thì chúng ta sẽ không làm liệu trình ủ nóng như thế này, hoặc là chúng ta kết hợp làm liệu trình ủ nóng như thế này hàng ngày khi mà bôi kem vào buổi tối. Còn lại thì một tuần một lần thì chúng ta sẽ làm cái lăn kim nhẹ với đầu kim 0,25 và mix những cái hợp chất để chúng ta có thể lăn kim. Đó, thì với những cái tình trạng da như thế này của khách hàng thì mọi người sẽ thấy rằng là cái da, tình trạng da nó sẽ thay đổi theo từng cái lần mà chúng ta ủ và làm cái tan nám cho khách hàng nhé. Đây, mọi người sẽ nhìn thấy rõ là cái ủ nám này thì mình sẽ để cái nhiệt độ theo cái nhiệt độ mà khách hàng có thể chịu đựng được hoặc là các chị có thể chịu đựng được. Ở đây nó sẽ có rất là nhiều nấc nhiệt độ nhé mọi người nhé. Có rất là nhiều nấc cái nhiệt độ này để cho mọi người có thể lựa chọn được cái nhiệt độ. Đấy. Cái phương pháp này là cái phương pháp nó khá là chuyên sâu, thực ra là áp dụng cho các spa. Nhưng bởi vì là do hiện tại á, thì cũng có nhiều chị mua cái bộ sản phẩm trị nám của bên Huế rồi. Muốn tăng cái hiệu quả điều trị của cái bộ trị nám thì các chị có thể lấy thêm cái mặt nạ ủ nóng như thế này để các chị có thể làm thêm ở tại nhà. Và mình sẽ có thể một tuần thì một lần, nếu đối với trường hợp da khỏe thì chúng ta có thể lăn kim nhẹ bằng những cái hợp chất tế bào gốc. Còn nếu như trong trường hợp mà chúng ta chỉ cần ủ nóng để làm tan nám thì chúng ta cứ làm như thế này. Tầm khoảng ngày nào chúng ta làm cũng được nhá, thì nó sẽ nhanh hơn rất là nhiều. Các chị yêu ha. Đó, mọi người thấy không? Còn ở đây thì mình sẽ ở đây là những khách hàng đang điều trị về ủ nám. Còn ở đây thì mọi người sẽ nhìn thấy là ở ngoài này thì Huế cũng đang xử lý cho khách hàng, chuẩn bị là Huế sẽ làm cái liệu trình tiêm nám cho khách hàng. Mọi người có thể nhìn thấy rõ là cái da của khách hàng này thì cái phần nám ấy là nám chân sâu, nằm rải rác, phân bố rải rác ở trên bề mặt da, không có rõ ràng ở trên bề mặt da. Mọi người có thể nhìn thấy rõ đúng không ạ? Đó, và vừa rồi thì Huế có chấm qua hai cái nốt này để cho chị có cái cảm nhận là khi mà chấm vào thì cái bóc tách nám ấy thì chị thấy như thế nào. Và chắc chắn là nếu chút nữa thì Huế sẽ làm liệu trình tiêm cho chị ý. Và sau khi tiêm xong á, thì sẽ làm luôn cái kết hợp cái lăn kim nhẹ bằng những cái sản phẩm nám. Cộng với cái việc mà Huế sẽ xử lý luôn được cái phần mà sắc tố, là bóc sắc tố cho chị luôn. Đó, chúng ta có thể là làm 1 đến 2, 3 liệu trình giống nhau nhá chị nhá. Rồi bây giờ mọi người sẽ chờ một chút xíu để kỹ thuật viên ủ tê cho chị. Và sau khi ủ tê xong thì Huế sẽ làm cái liệu trình ấy. Ủa, anh ơi, cái ấy đâu, cái để máy livestream ở đâu ấy nhỉ? Cái để máy livestream đâu, em tư vấn thêm cho mọi người một chút xíu. Kia ở dưới. Hello các chị, lâu rồi thì em ấy cũng không có livestream đúng không ạ? Em ấy cũng không có livestream cho các chị để gặp gỡ các chị và cũng như là giao lưu với các chị. Thì ngày hôm nay thì nhân tiện là có hai khách hàng ở tại Hà Nội á, qua để làm cái liệu trình nám. Hiện tại thì em vẫn đang làm cái liệu trình này cho các chị miễn phí nhá, ở tại văn phòng công ty. Bởi vì sao? Bởi vì là em muốn lấy cái hình ảnh cũng như là muốn lấy cái feedback của các chị để em sẽ đưa cho các đại lý cũng như các spa, để mọi người có thể là sẽ đưa ra được cái hiệu quả cũng như là mọi người biết được cái, chứng minh được cái hiệu quả lâm sàng khi mà sử dụng cái sản phẩm, bộ sản phẩm nám này của bên Huế. Thì Huế muốn nhắc lại một chút xíu này, đối với chị nào mà chúng ta đang muốn điều trị theo cái hướng là chuyên sâu, tức là đối với chị nào mà chúng ta muốn điều trị cái nám theo cái hướng chuyên sâu thì chúng ta sẽ theo cái liệu trình điều trị nám theo cái liệu trình đông y STD. Bởi vì sao? Bởi vì nếu như mà chúng ta đã bị nám rồi thì các chị biết là chúng ta đã sử dụng rất nhiều loại mỹ phẩm rồi, bôi ngoài rồi đúng không ạ? Bôi ngoài đắp ngoài rồi, nhưng mà cái tình trạng nám của nó thì nó chỉ cải thiện được một phần nào đó thôi, 50-60% là tốt rồi. Còn nếu như trong trường hợp mà chị nào mà khó hấp thụ thì nó cải thiện được tầm khoảng 20-30% đúng không ạ? Nhưng mà nếu như mà chúng ta sử dụng sang cái bộ trị liệu chuyên sâu về nám này
thì cái hiệu quả của nó sẽ cao hơn rất là nhiều. Thứ nhất là cái hiệu quả của nó sẽ cao hơn rất là nhiều bởi vì nó là cái sản phẩm được nghiên cứu khoảng 10 năm ở bên Nhật Bản và mới tung ra ngoài thị trường, nên là hiệu quả điều trị của nó đã cao hơn so với những cái sản phẩm bôi dưỡng khác. Cái thứ hai nữa là nếu như mà các chị mà xử lý bằng cái nám như thế này ở tại spa thì các chị sẽ thấy là bên Huế đã áp dụng rất nhiều những cái phương pháp, mà những cái phương pháp này là những cái phương pháp khoa học chứ không phải là phương pháp theo cái hướng là tự nghĩ hay tự phát. Cái phương pháp này của nó thì nó sẽ chia ra làm 3 giai đoạn. Giai đoạn đầu là chúng ta sẽ phải uống sản phẩm ở tại nhà, chúng ta bôi sản phẩm ở tại nhà, chúng ta đắp sản phẩm ở tại nhà để nó đẩy toàn bộ cái hắc sắc tố, cái nám ở dưới chân của các chị lên. Sau đó thì khi mà xử lý xong cái chân nám ở giai đoạn 1 rồi, cái giai đoạn 1 đó thì chúng ta đến hàng tuần chúng ta sẽ qua spa để làm liệu trình về thải độc da. Chúng ta sẽ qua spa để chúng ta làm liệu trình về chăm sóc da, thải độc da, và chúng ta có thể lăn kim nhẹ để giúp cho cái da của các chị nó tăng cái khả năng hấp thụ dưỡng chất hơn và nó đẩy cái chân nám lên một cách nhanh nhất. Sau đó thì chúng ta sẽ bước sang giai đoạn 2, tùy theo cái da của các chị, từ khoảng 20 cho đến 45 ngày. Nếu như tình trạng da của các chị mà hấp thụ được cái sản phẩm tốt thì khoảng 20 ngày là chúng ta bắt đầu bước sang giai đoạn 2. Đó là cái giai đoạn mà các chị sẽ bóc tách cái sắc tố nám. Cái bóc tách sắc tố nám này thì nó sẽ có rất là nhiều sản phẩm, trong đó nó có cái peel tái tạo đa tầng. Cái peel tái tạo đa tầng này là Huế chưa có giới thiệu cho các chị, hiện tại thì Huế vẫn đang chỉ áp dụng cho các spa thôi. Cái peel tái tạo đa tầng này của nó thì mình sẽ bôi liên tiếp trong thời gian 2 ngày. Và sau đó thì cái da khi mà bôi thì nó sẽ hơi hồng lên, nó sẽ hơi hồng nhẹ. Còn nếu như mà những cái da nào mà chúng ta peel nhiều rồi thì khi mà bôi vào nó sẽ có hơi hiện tượng mà hơi đỏ lên một xíu. Nhưng mà đấy là hiện tượng hoàn toàn bình thường, và 2 ngày đó thì chúng ta sẽ tuyệt đối là chúng ta sẽ không sử dụng nước hay mỹ phẩm để động vào trong cái vấn đề về peel. Sau 2 ngày đó thì đến khoảng 3 đến 5 ngày sau thì bắt đầu là cái da của các chị nó sẽ bong dần ra, và theo đó thì những cái lớp nám ấy, những cái tế bào nám hay là những cái vùng mà bị sắc tố ấy là nó sẽ bắt đầu là nó sẽ có cái hiện tượng là sẽ bong nhẹ vẩy dạng trắng, bong đến đâu thì cái da của chúng ta nó sẽ sạch đến đấy. Nhưng mà cái này của nó là nó sẽ không phải là bong theo cái kiểu là bóc tách nám hay là bong theo cái kiểu lột tẩy da, mà nó sẽ bong theo kiểu mụn và có những cái đầu trắng ở trên da, cái vùng da của các chị đó. Thì khi đó là chúng ta sau khi mà làm xong cái đó xong rồi, ở giai đoạn 2 xong rồi, chúng ta sẽ lại quay trở lại spa hoặc chúng ta sẽ lại quay trở lại cái dưỡng bình thường. Và cái dưỡng này của nó ấy, thì là như thế này, các chị chỉ cần uống sản phẩm này, bôi đắp cho em một bộ, sau đó nếu như mà cái chân nám của các chị là hết rồi thì các chị sẽ dừng lại cái sản phẩm uống bôi đắp đó. Còn nếu như trong trường hợp mà cái chân nám của các chị vẫn còn thì có những chị phải uống bôi đắp đến tầm khoảng 2 đến 3 bộ thì lúc đó bắt đầu chúng ta mới bóc tách được chân nám nha các chị nhá. Tại vì nếu như mà cái chân nám ở dưới nó ăn sâu ở dưới mà nó không đẩy được lên trên ấy thì chúng ta ở phía trên chúng ta bóc là chúng ta sẽ không bóc được cái chân của nám đi, mà chúng ta chỉ bóc được những cái da chết, da thừa và lớp sừng hóa ở trên bề mặt da của các chị thôi. Thì cái đó nó chỉ giải quyết được gọi là cái tạm thời làm cho da của các chị sáng hơn, nhưng sau đó cái chân nám nó tiếp tục, nó theo cái chu kỳ thay da của các chị, nó tiếp tục nó đẩy lên thì vài tháng sau các chị thấy là da của nó lại bị sạm lại hoặc da của nó lại bị nám trở lại. Thế thì để điều chỉnh cái nám này, điều trị nó dứt điểm và cụ thể là nó sẽ loại bỏ toàn bộ cái chân nám thì bắt buộc các chị phải uống bôi đắp cái sản phẩm kèm theo ở tại nhà, bắt buộc nhá các chị nhá. Cái này là bắt buộc chứ không phải là chúng ta qua spa chúng ta chỉ làm cái liệu trình tiêm hay lăn kim hay là xử lý theo cái kiểu ủ tan chân nám. Bởi vì sao? Bởi vì những cái liệu trình đó là những cái liệu trình nó xử lý trên bề mặt, còn lại thì những cái liệu trình mà chúng ta uống, chúng ta bôi và chúng ta đắp là những cái liệu trình xử lý từ bên trong. Ngày hôm nay thì Huế, vừa sáng nay thì Huế cũng có đăng một cái gọi là cái content ấy về cái vấn đề nám nội tiết tố, thì Huế nhận thấy là hầu như chị em phụ nữ của chúng ta bị cái vấn đề nám nội tiết tố rất là nhiều, đúng không ạ? Các chị có công nhận với em rằng là đàn ông người ta đi nắng rất nhiều, người ta không sử dụng mỹ phẩm, người ta cũng không có che chắn như chị em phụ nữ, nhưng mà họ không bị nám mấy, họ chỉ sạm da và đen da thôi chứ không bị tích tụ thành nám. Nhưng mà chị em phụ nữ cứ đến cái thời kỳ mà mang bầu này, sinh nở xong, con cái xong, hoặc cứ đến cái giai đoạn tiền mãn kinh, cái nội tiết tố của các chị thay đổi thì bắt đầu các chị mới thấy cái hiện tượng nám xuất hiện, đúng không ạ?
Chứ còn trước đây thanh niên thì chúng ta cũng đâu có bị nám đâu. Đó chính vì như thế đâm ra là cái nội tiết tố nó có vai trò vô cùng là quan trọng trong vấn đề về nám. Và chúng ta muốn điều chỉnh để cho cái nám nó hết thì chúng ta phải đánh vào tận gốc nám. Đó là cái vấn đề liên quan đến nội tiết tố. Thì cái viên uống Canpan ấy, là viên uống trị nám ấy, nó chính là cái sản phẩm để nó điều chỉnh toàn bộ cái nội tiết tố và đẩy toàn bộ cái chân nám lên trên bề mặt da của các chị. Thì bắt buộc các chị phải sử dụng cái viên uống đó. Có những chị nhá, chỉ cần sử dụng cái viên uống đó tầm khoảng chị uống ví dụ như là trong vòng 1 tháng các chị có thể uống 1 hộp, 2 hộp cũng được. Tại vì như cái trường hợp của chị khách hàng vừa rồi mà Huế livestream á, thì chị uống là coi như là 5 viên một ngày vào buổi tối để nó tăng nhanh cái hiện tượng đào thải chân nám lên trên bề mặt và bóc tách nhanh, để Huế sẽ có thể là bước vào cái giai đoạn là bóc tách ngay cái chân nám cho chị ý. Còn nếu như trong trường hợp mà ví dụ như là chúng ta thấy rằng là uống khoảng 3 viên một ngày mà chúng ta thấy ngay cái hiện tượng đào thải là một, cái thứ hai nữa chúng ta thấy cái hiện tượng nám cái chân nó đẩy lên rất là nhanh, thì chúng ta cứ duy trì cho Huế 3 viên một ngày vào buổi tối sau khi ăn. Sau khi ăn tầm 15-20 phút hoặc 30 phút là chúng ta đã có thể uống được rồi nha các chị nha. Đó, thì với những cái liệu trình như thế này các chị phải làm theo phác đồ. Tại vì là Huế nhận được rất rất nhiều những cái câu hỏi, những cái inbox của các chị là em ơi chị muốn điều trị nám thì bây giờ chị phải bắt đầu như thế nào. Thì việc đầu tiên là em sẽ cho các chị uống bôi đắp cái sản phẩm, bộ sản phẩm nám ở tại nhà để cho nó đẩy chân lên đã. Và khi mà chúng ta uống bôi đắp được cái bộ sản phẩm đó thì chúng ta có thể qua spa. Ở tại spa mà trong cái hệ thống mà điều trị nám của bên Huế thì các bạn sẽ áp dụng cho các chị cái liệu trình là để cho các chị thải độc tố cho da. Mỗi một lần qua thì sẽ được một lần là thải độc tố và sau đó kết hợp với lăng kim dưỡng những cái sản phẩm để ức chế chân nám cũng như là dưỡng những cái sản phẩm để nó làm tan, hỗ trợ làm tan sắc tố, thì da của các chị trong cái quá trình điều trị ở tại nhà nó không bị sạm đi. Cái hay của nó là nếu như chúng ta kết hợp được những liệu trình ở tại spa thì da của các chị nó không bị sạm đi và nó sẽ làm cho da của các chị nó có cái độ căng bóng và trắng sáng. Giả sử như Huế chẳng hạn, Huế tiêm thì hiện tại là thời gian tiêm của Huế đã được 10 ngày rồi, các chị thấy cái hiện tượng da rất là căng, rất là bóng, rất là trắng đúng không ạ? Huế chỉ dùng tế bào gốc bicell, Huế chỉ dùng có mỗi cái tế bào gốc này buổi ban ngày, Huế dùng mỗi tế bào gốc này cộng với lại cái kem chống nắng của bicell. Và mùa này thì cái da rất là khô, thế nên là thường xuyên là sẽ phải sử dụng xịt khoáng, cộng với lại việc là chúng ta sẽ phải đắp mặt nạ nhiều hơn. Ví dụ như các chị hàng ngày bình thường mùa hè các chị có thể là một tuần các chị đắp mặt nạ cho Huế là 2 đến 3 lần một ngày, nhưng mà mùa này là cái mùa mà cực kỳ hanh khô, da đang chuyển mình rất là nhiều, nên các chị sẽ ngày nào cũng đắp cho Huế một miếng mặt nạ nha các chị nha. Nếu như chúng ta có mặt nạ ngủ thì chúng ta có thể đắp sau tất cả các bước dưỡng da, còn nếu như mà chúng ta không có mặt nạ ngủ, chúng ta có mặt nạ giấy thì chúng ta sẽ đắp trước khi dưỡng da, sau đó chúng ta bóc cái miếng mặt nạ đi, lau qua nước hoa hồng, sau đó chúng ta mới vào quy trình dưỡng da. Còn nếu như mà chúng ta có mặt nạ nám thì chúng ta sẽ đắp hàng ngày cho Huế, có thể đắp toàn mặt hoặc có thể đắp vào vùng bị nám và những cái vùng mà da của các chị đang thấy nó bị khô quá thì các chị sẽ đắp vào Huế nha các chị nha. Đó, thì nếu như mà các chị làm được như vậy á, thường xuyên, tức là cái việc này của chúng ta là chúng ta phải làm đều cho Huế. Tất cả những cái thói quen mà các chị làm liên tiếp trong vòng 40 ngày trở lên thì nó sẽ ra được một cái kết quả cực kỳ tốt. Còn nếu có rất là nhiều chị khách hàng khi mà mang cái mặt nạ về cũng mua một bộ combo trị nám đầy đủ, kem ngày kem đêm, rồi tế bào gốc, rồi thuốc uống, thế nhưng mà về thì uống thì lại nửa hôm uống hôm không. Xong rồi là ví dụ như là đắp cũng thế, ví dụ đắp mặt nạ thì cũng không thường xuyên, duy trì tối thiểu là một tuần 2 đến 3 lần, nhưng có khi là một tuần mới nhớ ra đắp một lần, thì cái hiệu quả điều trị chắc chắn nó sẽ chậm. Chắc chắn là nó sẽ chậm, Huế khẳng định là như vậy. Bởi vì là nếu như mà như các chị biết là cơm 3 bát thuốc 3 thang, nếu như chúng ta đã xác định chúng ta điều trị, chúng ta phải điều trị theo đúng liều và đúng chỉ dẫn theo hướng dẫn của bác sĩ. Chứ còn nếu như mà ví dụ như các chị uống là bác sĩ kê cho các chị là uống cái viên cảm cúm chẳng hạn, là một ngày chúng ta phải uống 2 viên cảm cúm mà chúng ta chỉ uống nửa liều thôi, chúng ta uống có 1 viên thôi, thì các chị thấy là cái cảm cúm của các chị nó lai dai lâu khỏi đúng không ạ? Còn nếu như chúng ta uống đúng liều thì cái thời gian có thể là chỉ 2-3 ngày thôi là các chị đã thấy là nó đã giảm gần như là 90% rồi. Còn lại thì chúng ta duy trì từ 5 đến 7 ngày theo cái phác đồ của bác sĩ để ngăn ngừa cái cảm cúm và nó tránh cái hiện tượng cảm cúm bị tái phát đúng không ạ?
Nhân tiện là em đang bị cảm cúm và em đang uống thuốc cảm cúm là em cũng nói chuyện với các chị về cái chủ đề đấy luôn. Để cho các chị có thể hình dung được ra là bất cứ một cái dịch vụ, một cái bệnh lý nào hay là một cái sản phẩm nào nó cũng theo thuốc, theo đơn. Thuốc thì kê theo đơn mà tất cả những cái sản phẩm thì nó theo liệu trình và theo phác đồ. Nên các chị phải áp dụng theo đúng cái liệu trình và theo đúng cái phác đồ cho Huế. Thì lúc đó cái hiệu quả sử dụng sản phẩm của các chị nó sẽ cao hơn rất là nhiều. À, trường hợp của những cái chị nào hiện tại thì Huế đang nhận thấy là các chị đang rất nhiều chị hỏi cái sản phẩm chấm Odo là cái chấm tàn nhang một lần duy nhất của bên Huế để các chị có thể chấm ở tại nhà được. Nhưng mà riêng cái sản phẩm này thì Huế xin phép là chỉ bán cho các spa. Bởi vì sao? Bởi vì nếu như có trước đây ấy, trước đây là Huế có cho một số chị gọi là đại lý thôi chứ không phải là khách lẻ đâu, đại lý thôi nhưng mà không có chuyên môn về spa, thì các chị cũng mua cái chấm tàn nhang đó và các chị về nhà các chị sử dụng cho bản thân các chị ý, chứ không phải là sử dụng cho khách. Nhưng bởi vì do cái kỹ thuật chấm không được học qua kỹ thuật chấm, mặc dù là bên Huế cũng đã gửi qua video các thứ rồi, nhưng mà các chị bị chấm bị già, tức là bị già quá hoặc là chấm nó bị loang, thì về sau để khi mà bong ra ấy, thì cái da của những cái vùng mà chỗ loang ra ngoài cái vùng chấm đấy nó bị trắng hơn so với những cái vùng khác, đúng không ạ? Và bây giờ thì lại phải sử dụng tế bào gốc để phục hồi những cái vùng như vậy. Thì Huế muốn rằng là các chị điều trị cái này thì dứt điểm. Ví dụ như các chị điều trị nám và tàn nhang mà chấm thì chỉ dứt điểm cái vùng bị nám và tàn nhang thôi, và không muốn là các chị gây ra cái hậu quả để giải quyết là cái da của các chị về những cái vùng sau nó lại bị tổn thương. Để mà lại phải phục hồi thêm cho những cái da lần sau, các chị lại tốn thêm một cái liệu trình điều trị và phục hồi nữa. Nên là đối với những cái chấm Odo, cái chấm tàn nhang thì Huế sẽ không bán cho khách lẻ. Và cũng đối với những cái chị nào mà làm spa, chúng ta có chuyên môn thì Huế sẽ bán những cái chấm đó. Và các chị khách lẻ thì có thể qua spa để các chị chấm cho. Bởi vì là cái tàn nhang ấy chỉ chấm có duy nhất một lần thôi, một lần duy nhất thôi chứ không phải chấm nhiều lần. Nên là các chị có mua cả một lọ tàn nhang đó 2 triệu thì các chị cũng về, các chị cũng bỏ đi, rất là lãng phí. Bởi vì ở tại spa người ta chấm được khoảng rất là nhiều lần. Nhưng mà nếu như mà các chị mua về nhà chấm thì nó rất là phí. Có nhiều chị thì bảo là chị chấm ở mặt, chị chấm ở cổ, chị chấm ở tay, cái vùng mà đồi mồi tay này rất là nhiều. Thì thực ra là chấm ở vùng đồi mồi tay thì nó cực kỳ là hiệu quả, nó sẽ bong và nó bóc tách toàn bộ cái đồi mồi ở vùng tay của các chị ra, cái tay của chị nó sẽ không còn những cái chấm đồi mồi nữa đó. Thế nhưng mà nó vẫn không thể hết được cái lọ đó, và cái lọ đó là cái lọ mà chúng ta chỉ nên sử dụng tại spa với những cái kỹ thuật viên có tay nghề cao thôi nha. Còn đối với liệu trình mà ủ nóng tan nám hay là liệu trình mà lăn kim để xử lý được cái vấn đề nám, hoàn toàn các chị có thể làm được. Bởi vì sao? Bởi vì cái đó nó nhẹ, cái thứ hai nữa nó an toàn cho các chị. Còn riêng đối với chấm thì chắc chị sẽ không thể nào làm được ở tại nhà đâu ạ. Bởi vì là thứ nhất là các chị tự chấm cho các chị thì nó rất là khó. Cái thứ hai nữa, chấm ấy là phải lấy kim chấm, và kim chấm theo kiểu chấm gẩy chứ không phải là chấm theo kiểu chấm giọt vào, thì là nhiều khi là da của các chị nó sẽ bị tổn thương rất là sâu đó, vì chấm xong cái là nó sủi trắng luôn, chứ nó không phải là chấm xong mà các chị không nhìn thấy cái gì, nhưng mà sau đó thì bắt đầu nó kết vẩy lại giống như các chị đi bắn laser á. Các chị đi bắn laser bóc tách ấy, là sau khi bắn xong thì cái nốt đấy nó hồng, sau đó thì nó bắt đầu nó đen lại, sau vài sau nó bong vẩy ra, thì cái da của các chị ở cái vùng đó là nó trắng. Nhưng mà cái này của nó kỹ thuật chấm của nó, cái sản phẩm của nó rất là tốt, nhưng mà cái kỹ thuật chấm nó phụ thuộc vào cái tay nghề, giống như là các chị đi bắn tàn nhang ấy, ví dụ tay nghề bác sĩ hay tay nghề những kỹ thuật viên mà có lành nghề cao á, thì các bạn ấy bắn cho các chị là một lần là sạch. Nhưng mà nếu như mà phải gặp phải cái người mà nó không nắm được kỹ thuật chẳng hạn, thì các chị bắn thậm chí nó còn bị tăng sắc tố lên đó. Thì đấy là lý do mà em không dám bán cho các chị cái chấm đó để các chị tự làm tại nhà được, bởi vì là em nghĩ cho các chị thôi, em nghĩ là sẽ là nếu như các chị ra được spa có chuyên môn thì sẽ tốt hơn rất nhiều so với các chị việc các chị tự làm tại nhà đó. Thì như thế này, cái mà giai đoạn của nám thì em đã nói rất là nhiều rồi. Đầu tiên là sẽ phải cái giai đoạn đào thải nám 30 ngày. Sau đó thì đến cái giai đoạn bóc tách nám. Giai đoạn bóc tách nám xong thì đến cái giai đoạn để phục hồi da nám, đúng không ạ? Chia làm 3 giai đoạn đấy thì tương ứng là thường thường là chúng ta sẽ điều trị từ khoảng 2 cho đến 4 tháng đối với từng tình trạng nám. Ví dụ như nám mảng thì chúng ta điều trị khoảng 2 tháng, và nám mảng là nếu như spa nào mà tiêm được thì nó cực kỳ nhanh,
tiêm được những hợp chất này thì nó cực kỳ là nhanh. Hôm bữa vừa rồi thì Huế cũng nhận được rất là nhiều tin của các spa đã phản hồi lại với bên Huế về cái kết quả điều trị nám của các bạn ấy cực kỳ là tốt với khách hàng, và cũng nhận được phản hồi rất là tích cực từ các khách hàng khi mà sử dụng cái bộ nám ở tại nhà. Thì các chị cũng thấy cái tình trạng nám của các chị nó cải thiện rất là rõ, cũng rất là mừng, bởi vì là khi mà tìm được một cái sản phẩm tốt, tìm được một cái gọi là một cái phác đồ tốt để đưa ra thị trường á, thì cũng Huế cũng chăn trở rất là nhiều. Và khi mà đưa ra được thị trường rồi, các chị phải ứng dụng được vào thực tế trên cái nền da của các chị và điều trị nó có kết quả, thì lúc đó thì Huế mới yên tâm. Nên là đợt vừa rồi thì Huế cũng không có nhiều thời gian, Huế không dành nhiều thời gian để livestream thường xuyên, tương tác gặp gỡ các chị thường xuyên, mà hầu như là Huế tập trung vào cái vấn đề là đào tạo các spa. Bởi vì các spa thì lên trên văn phòng công ty thì không phải như là tổ chức workshop là 20-30 spa liền một lúc, bởi vì hiện tại thì nó đang mưa bão, rồi đi lại vận chuyển hàng hóa, tất cả mọi cái nó đều đang rất là khó khăn. Nên là Huế dừng lại cái chương trình là tập hợp workshop 3-40 chủ spa một lúc để đào tạo, mà Huế thường xuyên là ngày nào cũng có một hai chủ spa lên trên văn phòng công ty và được hỗ trợ trực tiếp. Đó, vừa rồi thì Huế cũng đang làm, các chị biết là vừa rồi Huế quay thì Huế cũng đang làm hai khách ở trên văn phòng. Và ngày nào cũng như vậy, ngày nào cũng có từ khoảng 2 đến 3 khách lên trên văn phòng để Huế trực tiếp là Huế sẽ xử lý cái vấn đề sắc tố cho các chị ý. Bởi vì trong cái tháng này thì Huế đang cần rất là nhiều mẫu để lấy cái gọi là cái lấy cái feedback cho các spa, cũng như là Huế muốn trực tiếp Huế làm thực tế để cho các spa gọi là có cái yên tâm hơn. Khi mà làm thực tế cho khách hàng, mình sẽ biết được là khách hàng sẽ gặp những cái da thì sẽ trải qua những cái quá trình là đào thải như thế nào, trải qua quá trình bóc tách như thế nào và trải qua cái quá trình phục hồi như thế nào. Đó là cái mà Huế mong muốn, nên là Huế mới tiếp nhận những cái mẫu ấy, khoảng 100 mẫu để làm trực tiếp và lấy cái hình ảnh đó để cho các spa cũng như là cho các đại lý, để chúng ta có thể là tạo cái độ tin tưởng, độ trust cho khách hàng hơn. Đó. Rồi ok các chị, vậy thì là các chị có chị nào mà hiện tại mà chúng ta đang sử dụng cái sản phẩm nám của bên Huế và chúng ta còn những cái băn khoăn và thắc mắc gì không? Bởi vì là đợt tới á, thì là ở trong cái giai đoạn 2, khi mà xử lý xong được về cái vấn đề và liên quan đến cái đào thải nám ở giai đoạn 1 rồi, thì giai đoạn 2 chúng ta sẽ có các sản phẩm để chúng ta bóc tách nám. Bóc tách nám ở đây thì nó sẽ có hai cái sản phẩm, một là cái sản phẩm peel tái tạo đa tầng, hai là cái sản phẩm Odo để chấm bóc tách nám. Thì cái peel tái tạo đa tầng này là sản phẩm mà Huế chưa giới thiệu cho các chị. Huế chưa giới thiệu cho các chị, chỉ giới thiệu cho một số các spa thôi, chứ các chị cũng chưa biết được cái peel này. Bởi vì cái peel, hai cái loại peel cũ mà Huế giới thiệu cho các chị thì đấy là cái dòng khác, nó không phải là thuộc cái dòng mà để Huế xử lý trong cái vấn đề về nám. Cái peel này của chúng ta thì sẽ bôi liên tiếp trong vòng 2 ngày, mỗi ngày 2 lần. Và khi mà bôi thì cái da của các chị nó có hiện tượng nó đỏ lên, nó hồng lên. Nếu như da khỏe thì nó chỉ hồng nhẹ lên, còn đối với trường hợp mà da yếu thì nó sẽ đỏ lên và nó có hơi có hiện tượng hơi sót sót da một chút xíu. Sau đó nó sẽ tạo một cái màng, tạo một cái lớp màng ở trên bề mặt da, nó khô lại. Khi mà nó khô lại thì nó tạo một lớp màng ở trên bề mặt da và bắt đầu nó sẽ bong dần những cái vùng da nám của các chị ra. Đó, đấy là cái peel, đấy gọi là peel tái tạo đa tầng. Còn tiếp theo nữa thì đối với trường hợp mà bị cái tàn nhang, hoặc là bị những cái nám mà nó nổi rõ trên bề mặt rồi, thì chúng ta sẽ sử dụng cái chấm Odo để chúng ta bóc tách cùng với cái peel đa tầng kia nha các chị nha. Thì đấy là cái giai đoạn 2 khi mà các chị sử dụng bằng cái sản phẩm này, thì chúng ta sẽ áp dụng ngay ở cái giai đoạn 2 trong cái quá trình điều trị cho khách hàng. Còn giai đoạn 3 là cái giai đoạn phục hồi, thì chúng ta sẽ có cái sản phẩm mầm, chúng ta sẽ có tế bào gốc, rồi là chúng ta sẽ có cái sản phẩm để làm tan toàn bộ cái sắc tố nám để chúng ta phục hồi ở cái giai đoạn 3. Thì đối với những cái trường hợp mà phục hồi giai đoạn 3 thì chúng ta hầu như tập trung vào cái quá trình dưỡng để cho da của chị khỏe lên và ức chế toàn bộ cái sắc tố dưới da, thì cái da của chúng ta nó sẽ không bị hiện tượng rối loạn sắc tố nữa và cái da của các chị nó sẽ được đồng đều màu, sẽ trắng sáng và sẽ khỏe như thế này nha các chị nha. À, như em thấy chị Hường ở trên này rồi, chị Hường ơi, cái da của chị khi mà em lăn kim tuần trước là chị Hường lên á, thứ hai vừa rồi chị Hường lên lăn kim thì chị có phải thứ hai nhỉ hay là thứ sáu thứ bảy gì đấy, nhưng đại khái là chị Hường vừa mới lăn kim ở trên văn phòng và vừa mới làm liệu trình ở trên văn phòng của bên em. Thì mấy ngày vừa rồi thì da của chị hiện tại như thế nào rồi hả chị? Chị comment cho em biết nha. Có rất là nhiều. Ở đây thì em sẽ làm một cái sổ riêng những cái chị nào mà lên trên văn phòng của bên Huế để điều trị á, thì Huế sẽ chụp lại ảnh cũng như là làm cái sổ để theo dõi riêng cái da của các chị. Thì Huế đang muốn tiếp nhận rất là nhiều những cái ca mà nám nặng, chị nào càng nám càng nặng càng tốt, tại vì là Huế muốn làm cái da của các chị nó thay đổi rõ ràng.
Huế thực sự là đang muốn tìm những cái da nám cực kỳ nặng để làm cho cái da của các chị thay đổi rõ ràng và sẽ chữa miễn phí cho các chị, để cho các chị có thể là các chị ở tại văn phòng ấy, những cái sản phẩm thuốc mà Huế chữa cho các chị sẽ đạt được miễn phí nha các chị nha. Còn ví dụ như là đương nhiên rồi, những cái sản phẩm mà uống bôi đắp thì các chị mua thêm về nhà thì các chị sẽ được hỗ trợ. Các chị sẽ được hỗ trợ những cái phần đó để làm sao cho nó kết thúc cái liệu trình ấy, là các chị sẽ xử lý hết được toàn bộ cái nám và không còn những cái sắc tố, hắc sắc tố ở trên bề mặt da của các chị nữa, và các chị sẽ tự tin hơn với cái da của mình nha các chị nha. Đó. Hiện tại thì Huế đang chờ kỹ thuật viên của bên Huế đang ủ tê cho cái chị khách hàng ở ngoài này, và sau khi mà ủ tê xong thì Huế sẽ xử lý chị bằng cách là chị Huế tiêm. Với chị khách hàng đó thì tuần mình đã làm vài tuần rồi, và bây giờ thì mình sẽ tiêm tiếp cho chị để cho da của chị nó khỏe lên, và những cái sắc tố, hắc sắc tố ở dưới da, dưới cái chân nám của chị được ức chế toàn bộ ở dưới cái vùng da của chị ý, nó không đẩy lên tiếp. Cái thứ hai nữa là chị sẽ Huế sẽ bóc tách cái chấm tàn nhang Odo cho chị ý luôn, để cho chị ý là sẽ xử lý được toàn bộ những cái vùng mặt để tự tin hơn và sáng hơn. Đó, còn riêng với cái trường hợp chị khách hàng mà đang ở cái phòng trị liệu bên này thì da đấy thì cũng chưa bóc tách được, bởi vì cái da đấy là cái da cực kỳ yếu, các chị có thể nhìn thấy rõ cái hệ mạch ở dưới da của chị cực kỳ yếu, nên chúng ta sẽ không có xử lý được bằng cái cách là tác động ngay vào da của chị ý, mà chúng ta sẽ sử dụng bằng cái phương pháp nhẹ nhàng hơn, đó là ủ tan nám. Ủ tan nám thì cái liệu trình cũng như là cái thời gian điều trị của nó thì nó sẽ lâu hơn so với cái việc mà chúng ta sẽ tiêm và bóc tách, nhưng mà bởi vì do cái kết cấu da, cái cấu trúc da và cái vấn đề công việc của chị ý là không thể nào mà xử lý được ngay cái bóc tách, thì bắt buộc là Huế sẽ phải làm cái liệu trình mà ủ tan nám. Đó, thì với mỗi khách hàng thì chúng ta sẽ có một cái chất da khác nhau, một cái quá trình điều trị khác nhau, một cái cách sử dụng sản phẩm khác nhau, cũng như là cái phác đồ điều trị khác nhau. Thì tùy theo cái từng tình trạng da của khách hàng thì Huế sẽ dựa theo cái nền da của khách hàng để Huế đưa ra một cái phác đồ điều trị cụ thể riêng cho từng chị, và chúng ta sẽ phải tương tác lại thường xuyên với bên Huế. Ví dụ như khi mà các chị sử dụng sản phẩm, các chị thấy rằng hiện tượng như thế này như thế kia, ví dụ bị sạm da hơn, hay là có sáng hơn, hay là da của chị thấy hơi hơi đỏ hơn, hay là da của chị thấy nó như thế này như thế kia, các chị cứ comment lại ngay cho bên Huế để mình sẽ kịp thời xử lý, để giúp cho cái da của các chị nó sẽ được cải thiện một cách trong thời gian ngắn nhất và cải thiện một cách nhanh nhất nha các chị nha. Sau đó thì chúng ta chỉ quay về cái vấn đề dưỡng da thôi, là da của các chị nó đã đẹp rồi nha các chị yêu ha. Đó. Em ơi, ủ tê xong chưa? Đã tiêm được chưa? Kiều Anh ơi, ở bên ngoài đấy là ủ tê xong chưa? À, vẫn chưa xong à? Thế ủ ấy đi, ủ tê ấy đi, tập trung ủ tê đi để chị tiêm cho chị. Cho chị đỡ phải chờ. Bây giờ thì chắc là Huế sẽ phải thoát livestream các chị yêu, để xử lý nốt cho hai chị khách hàng này ở tại văn phòng. Bởi vì là nếu như mà chúng ta mà làm cái liệu trình mà ủ tê cho khách hàng thì khi mà tiêm ấy, và kể cả lăn kim nó sẽ đỡ đau hơn rất là nhiều. Riêng đối với trường hợp mà lăn kim thì bên Huế sẽ không ủ tê, bởi vì lăn kim ở bên Huế thì nó rất là nhẹ nhàng, đầu kim có 0,25 thôi. Và lăn thì lăn qua rất là nhiều những cái lớp dưỡng chất, chủ yếu mục đích là để thẩm thấu được những cái lớp dưỡng chất đó vào sâu trong da khách hàng, và lúc đó thì cái quá trình điều trị trên da khách hàng nó sẽ nhanh hơn rất là nhiều nha các chị nha. Rồi ok, vậy thì là các chị có cái câu hỏi nào thì các chị cứ comment cho Huế nha, comment cho Huế và chuyên viên của bên Huế. Bên Huế thì sẽ có một cái đội ngũ bác sĩ đằng sau hỗ trợ thông qua những cái hỗ trợ tin nhắn cho các chị, sau đó thì sẽ đưa một cái phác đồ cho các chị và tư vấn cụ thể, rồi chuyên viên mới gọi điện cho các chị đó. Thì các chị cứ comment tất cả những cái vấn đề của các chị, bên này Huế sẽ hỗ trợ hết sức để giúp cho các chị có thể có được một làn da trắng sạch đẹp nha các chị yêu ha. Huế tạm biệt các chị yêu và hẹn gặp lại các chị yêu vào những cái livestream tiếp theo ạ.